cả nhà, hôm nay nhà mình ghé tiệm Mai Phở ăn nè. Con muốn bánh mì chấm sữa, chấm sữa, sữa bánh mì chấm sữa. Nói đi, ăn nhỏ, ăn ngoan nhổ. Ăn Một ổ chấm hay hai ổ? sữa. Chú ăn hết không? Ăn một ổ trước đi rồi không được. Một ổ bánh mì chấm sữa. Mà dạ em một tô bún bò Huế, không biết ông xã em. On the number four, five, a medium. Ừ, của con trai mình tới rồi đây. Nói to lên. Trời ơi, tô phở của ông xã mình đây nè. Nhìn, nhìn nhìn ông xã kìa. Cái mùi thơm quá hà. Sao? Việt Nam, ông xã mình nhớ Việt Nam rồi. Trời ơi, nặn ít thôi. I finish this, then I get a second one. Right? Đi tới tiệm phở mà ăn bánh mì chấm sữa cả nhà ơi. Ủa, cái tô bún bò của mình chưa tới. Mình đây tới đây là mình chỉ thích ăn bún bò thôi, tại vì ngày nào mình cũng ăn phở ở nhà rồi. Rõ rồi, quế vô ha. Thêm giá nữa. Giống cái chừng gà ông xã mình nói. Vò giả vô. Hấp dẫn quá hả. Công nhận cái mùi phở ở đây thơm quá trời thơm, mà sao mình ở nhà nấu không được cái mùi như vậy, không biết. Nó thơm mà lúc mình nấu thôi, xong cái mình để tủ lạnh một hồi cái thì làm như nó mất mùi ấy, mà sao ấy. Ủa trời, biết ăn ớt này nữa, để cả đống ớt cho trong tô cái ăn nổi không. Một cái tô bún à, một cái tô phở bên đây mà tô vừa mà bự cắt gấp hai lần ở bên mình chà bá lửa luôn. Tendon là cái gân bò. Sao mình thích ăn cái gân bò. Không biết ăn đũa, ngoáy ngoáy cái giống vậy xong rồi ăn thôi. Rose is coming. Đợi một chút. Của mẹ, bún bò của mẹ sắp tới rồi. Is it good? Wow, bún bò của mình tới rồi nè. Wow. Ui, nó bự quá trời luôn rồi. Is it good nè? The bad. Ông xã mình nói phở ở đây là ngon, ngon nhất luôn. The bad. My phở the bad. Ông nói vậy. Bỏ ra đây, mình bỏ ra cho con mình một ít chứ quá nhiều mình ăn không hết cả nhà luôn. Tô bún bò hết quá trời. Con ăn bánh mì xong ăn bún ăn bún như thế nào? Tô bún này là 90 đô này cả nhà, 200 ngàn một tô này nào.
ở đây mình đi ăn bún mấy chỗ rồi mà mình thấy chỗ Mai Phở này nó bún ngon, bún với phở ngon. Quá nhiều sạc rồi. Ừ. Rồi đi bút cho mình. Đó. Một đống ớt vô giờ sạc rồi. Mình có thử mua cái xương của con gà, họ bán xương con gà là mình mua về mình hầm chung với cái xương con bò, công nhận cái nước nó ngọt hơn là xương bò không, mà không biết chắc người ta phải có những cái bí quyết khác chứ dễ gì mà người ta chỉ cho mình đúng ăn chả không? Ừ. Ăn cái bột chả quá trời.
đầu thấm rồi. Thấm cái cây rồi. Say, ăn chán không? Ăn chán không? You say just down in Vegas? No, not this week. Next week. Yesterday was like 106 there. That's pretty hot. Đi chơi ở sông bài phải không? Mày nói phải, còn sau anh mới đi. Bữa ông xã mình dắt đi sòng bài casino ở Las Vegas, thua hết 4.000 đô cả nhà ơi. Mà vui, vô đông chơi đủ kiểu. Ông xã mình đưa cho mình 500 đô để đi chơi. Mà mình chơi một hồi lúc thua lúc ăn là tùy tiền 500 đô. Còn xã mình cầm 3.000 đô, 3.000 mấy. Thì ăn uống nữa này kia nữa thì thua hết 3.000. Mình không có thua đồng nào, còn xã mình thua đến 3.000 đô. Còn nữa mình đặt cái trò chơi mà lắc bầu cua, không phải bầu cua giống như cái chiếc con. Ăn hết rồi cả nhà ơi. Bên đây cũng ăn hết rồi. Ăn hết cái tô bún nhỏ, thêm một ổ bánh mì. Ông xã mình cũng ăn hết luôn rồi. Ăn xong cả nhà mình lên đường về nhà thôi. Cả nhà mình đi ăn phở về thấy trời đang mưa, thấy cái cầu vồng đẹp quá cả nhà. Mình quay cho cả nhà cùng xem nè. Wow, hai cái cầu vồng một lượt luôn này cả nhà. Wow, nó mất tiêu luôn rồi cả nhà ơi. Wow, lạ quá ha, nổ lên tí xíu là mất tiêu luôn. Người ta nói thấy cầu vồng có nghĩa là gặp nhiều may mắn đó cả nhà. Chúc cả nhà có một ngày vui vẻ và gặp nhiều may mắn nha. Bye bye.